có rất nhiều điều thú vị ẩn náu trong từng góc phố đang chờ chúng ta khám phá. Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh. Chỉ những người dân ở đây mới biết rõ về đẹp tiềm ẩn đó. Hãy giới thiệu cùng chia sẻ với mọi người về thành phố của bạn. Hành trình khám phá của bạn là gì? Hành trình của tôi là Nha Lớn. Hành trình khám phá của tôi là Làng Lụa Vạn Phúc. Hai là người đầu tiên trải nghiệm quận Eco Sport hoàn toàn mới và cùng chúng tôi khám phá thành phố của bạn trên chiếc xe Urban SUV tuyệt vời này. Để tham gia chương trình rất đơn giản, bạn hãy thực hiện các bước sau. Bước 1, truy nhập và đăng ký tham gia tại www.ecosportdiscoveries.com.vn. Bước 2, hãy gửi cho chúng tôi một điểm khám phá thành phố thật độc đáo kèm theo hình ảnh và tên điểm khám phá đó. Bước 3, kêu gọi bạn bè đăng nhập và bình chọn cho điểm khám phá thành phố của bạn. Giải thưởng lớn của chương trình, cơ hội trúng một chiếc Eco Sport hoàn toàn mới. 5 thí sinh lọt vào vòng chung kết, mỗi người được tặng ngay một iPhone 5S Gold và một vali kéo du lịch xanh điệu. Với mỗi điểm khám phá gửi tới chúng tôi, bạn sẽ được nhận ngay một phần quà bất ngờ từ Ford. Bạn còn chần chừ gì nữa? Hãy tham gia cùng chúng tôi